Ok em ơi, hôm nay sẽ lại tiếp tục quay trở lại chuyên mục nhà cái uy tín đáng chơi và dễ kiếm ăn nhất. Thật ra thì bây giờ thì cũng khá là nhiều nhà cái anh em ạ. Để mà tìm được một cái nhà cái nào đó nó phù hợp với cái cách chơi của mình, cái bản tính của mình thì anh em sẽ phải trải qua một quá trình rất rất là dài. Bao nhiêu thứ để mình chuẩn bị, mình trải nghiệm, mình đưa ra đánh giá này. Đấy. Nhiều anh em cứ bảo là ỷ cầu kèo thế này thế kia, nhưng mà thật ra tôi đã không đánh giá cầu đâu anh em. Nó cứ uy tín là được, nó cứ danh chính cho tôi là được. Còn về những cái vấn đề như cầu kèo thì tôi cảm thấy là nó đã theo một cái dập dập khuôn sẵn rồi, cho nên là cái thằng nào cũng như thằng nào thôi, đúng không? Không cần quá cầu kỳ về những cái vấn đề đấy. Cái mình cần đánh giá, cần đưa ra để so xét đấy là nó nạp rút như thế nào, lượng người chơi như thế nào, lượng cược như thế nào. Đấy, lượng người chơi đông này, lượng cược đông này, thì rõ lượng cược cao này, thì rõ ràng một điều đó là nó uy tín, được chưa? Đấy, cái đấy thì không ai có thể chối cãi được. Mình chỉ cần tập trung vào những cái đấy để mình đánh giá một con app thôi. Ok chưa anh em? Còn vấn đề cầu kèo thì anh em cứ chơi nhiều là anh em sẽ quen thôi, đúng không? Cứ chơi nhiều, cứ trải nghiệm nhiều là mình sẽ quen. Những cái vấn đề đấy tôi cũng không 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 nhắc lại quá nhiều nữa, được chưa? Thì nếu như mà anh em đang loay hoay chưa tìm được cho mình một sự lựa chọn phù hợp thì anh em có thể trải nghiệm nhà cái 68 cái bài, một trong những nhà cái đình đám nhất của năm 2023. Đấy là theo cá nhân tôi đánh giá, và một số anh em ở trên mạng cũng đã bình luận và chúng tôi có một hội nhóm riêng rồi. Đấy, thì anh em nào muốn tham gia thì cứ để lại bình luận ở dưới video này. Được chưa? Rồi những cái vấn đề nào cần giải đáp hay là thắc mắc vấn đề gì nữa thì anh em cứ nói đi, tôi sẽ giải đáp hết cho anh em. Ok. Rồi. Hôm nay sẽ chiến cái gì đây anh em ơi? Tài xỉu hay là cái gì đây? Lâu rồi không chơi tài xỉu anh em ạ. Hôm nay làm tí tài xỉu đi, nhưng mà nãy giờ thua một tay ở trong này rồi, thế là hôm nay sẽ lấy hên ở bên này. Có vẻ như màu xanh nó hợp với tôi hơn nhiều anh em nhá. Ok, hôm nay sẽ chia sẻ một vài bí kíp chơi tài xỉu cho anh em trên app 68 cái bài nhá. Rồi, soi qua cầu một tí. Ui, hai phát liền luôn anh em ơi. Hai phát liền hai con ba luôn này. Ghê nhờ. Chắc là phải có một con nổ hũ đúng không? Đây là con tài xỉu sẵn hũ anh em nhá. Mình có thể vừa kết hợp vừa chơi tài xỉu. Mà nếu cái hũ này nó nổ thì mình sẽ húp luôn. Đấy, nhưng mà cũng phải cần sự may mắn nữa. 22 rồi, 11 22 33. Chuẩn bị luôn đúng không anh em? Về cái cầu kèo thì có lẽ là ở đây nhiều anh em cũng có riêng cho mình những cách chơi riêng đúng không? Thì mình cứ tham khảo cái gì tốt, cái gì hay thì mình rút kinh nghiệm, tức là mình học hỏi để mình chơi, còn cái gì mà không đúng thì mình rút kinh nghiệm mình tránh thôi. Đúng không? Không bao giờ thừa đâu anh em nhá. Không bao giờ thừa đâu. Tất nhiên là tôi sẽ chia sẻ những cái gì mà hay ho, những cái gì tôi biết, những cái gì tôi đã trải qua rồi cho anh em. Còn những vấn đề ngoài lề thì nhiều khi anh em mình ngồi chém gió với nhau cũng hay mà anh em, đúng không? Nhiều khi mình ngồi chém gió tâm sự với nhau, bởi vì ai cũng từng trải qua một cái giai đoạn gọi là thua tha này, từng ở trên đỉnh vinh quang và từng ở dưới đáy xã hội rồi, đúng không? Húp rồi, ba đầy rồi, đúng không? Đấy, không ai có thể đứng ra tự tin nó là tôi chơi lúc nào cũng ăn, đúng không? Rõ ràng như thế rồi. Để bây giờ lúc nào mấy ông ăn thì nhà cái nó lấy gì nó chung cho mấy ông, đúng không? Cũng có thể là cái trường hợp là ngày nào cũng ăn thì cũng có, nhưng mà nó không kéo dài được, nó không ổn định được. Cái đấy thì tôi chắc chắn 100%. Được chưa? Còn cái trường hợp mà bây giờ anh em chơi ngày ăn ngày thua nhưng mà mình tính chung quy lại mình vẫn lãi thì cái chuyện đấy là bình thường rất là nhiều rồi. Đúng không? Ngay cả bản thân tôi đây, có những ngày tôi thua rất là nhiều. Nhưng mà mình bù lại, mình tính chung quy lại mình vẫn có lãi. Đấy, tháng mình làm 5 70 hay là 100 củ gì đấy, vẫn ok. Thì mình chơi thôi. Còn khi nào mà cái trường hợp mà mình thua tha nhiều quá, thua liên tục, thua liên tiếp thì chắc chắn là mình sẽ nghỉ rồi. Mình không ngu gì mà mình cứ đâm đầu vào. Đúng chưa? Cái gì hay, cái gì tốt, cái gì đẹp thì mình a vào mình chơi. Còn cái gì xấu thì rõ ràng là mình bỏ nó ra khỏi cuộc sống này rồi. Đây, cầu này là cầu 33 đấy. Bắt luôn 5 củ cho máu này. Gãy rồi, định mệnh luôn. À, cầu đang đi rất là đẹp, đi 23 anh em ạ. Này anh em để ý này, 11 này, 22 này, 33 đẹp thế này rồi mà vẫn gãy thì chịu luôn đấy. Bây giờ thì tôi cá là khoảng tầm 90% anh em đánh đánh đánh, đánh chịu tay này rồi. Ái chà, vẫn có nhiều anh em bẻ qua tài kìa.
cầu 2-3 rõ ràng thế rồi mà anh em vẫn bẻ con tài. Hay nhờ, hay nhờ. Đấy, ok thôi. Mình thì mình cứ bám cầu thôi anh em. Ma cao báo về xỉu rồi anh em ơi. Ma cao báo về xỉu rồi. Cứ vậy mà phang thôi. Mẹ. Rồi ra ngoài cho nó thoáng mát tí anh em ạ. Ra ngoài cho nó thoáng mát tí. Ma cao báo về xỉu rồi. Chật làm sao được tay này. Làm sao mà chặt được tay này anh em. Những tiếng kết của tôi thì anh em biết rồi. Chơi mẹ khô máu luôn mà anh em. Chơi khô máu ở những tiếng kết luôn mà. Thôi xong. Một. Ui giời ơi mẹ ba con san sáu luôn. Mất đéo hiểu kiểu gì mà vẫn lên tài được. Câu thế này sao mà vẫn lên tài được. Má bịp bợm thật sự luôn. Chán đời thật sự anh em ạ. Mẹ mày gãy đúng cái tay 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 kết rồi, toang rồi anh em ơi, toang rồi, toang rồi, toang rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Mẹ cao thủ ngã ngựa rồi anh em ạ, cao thủ ngã ngựa rồi, tình hình này là đéo ổn anh em ơi. À, vớ vẩn thật sự luôn. Khó chịu nhỉ, cầu đi khó chịu thật sự luôn. Mẹ mày làm 10 củ nữa đi. Thua tay đấy là đúng rồi, mẹ cay luôn đấy anh em ạ. Tay đấy thua đúng cay luôn. Đây rồi. À, nó phải bù lại cho mình tí chứ đúng không? Nó phải bù lại cho mình tí chứ. Rồi bây giờ chơi bình tĩnh rồi anh em ơi, không gấp nữa nhá, không gấp nữa nhá, gặp là chết đấy. Bình tĩnh thôi. Rất là căng. Cầu 21 đúng không? Ui, mẹ nó chênh lệch thế này rồi mà vẫn ấy này. Sao mẹ xỉu nó về nhiều thế này mà à đâu, tài chứ đúng không? Tài 39 thì đúng không? Bảo sao mẹ lệch thế này thì nãy giờ ra tài là đúng rồi. Lệch căng quá. Ok, tay này thì rõ ràng là anh xỉu chứ còn gì nữa. Không biết nó có lừa không. 15 về 13 này. 13 mẹ, tình trạng này là 13 là xuống nặng rồi đấy. 10 củ tiếp. Mẹ mới đếch sợ. Vừa ăn xong mà sợ gì. Thôi xong rồi. Hai. Ui giời ơi, vẫn lên ba kìa. Ui. Wow. Vãi nhờ. Căng đét luôn anh em ạ, căng đét luôn anh em ạ. Khó chịu thật sự luôn. Ma 15 13 11 luôn này. Tay này mà xuống không xuống xỉu đúng là tôi ăn cám luôn anh em ơi. Đã vậy vàng luôn 20 củ luôn. Tay em thua nghỉ luôn này, không chơi nữa này. Ui mẹ anh em đánh tài rất là đông luôn này. Đéo hiểu có vụ gì luôn. Cầu này làm sao mà đi bệt được nhỉ? Làm sao mà đi bệt được anh em, mẹ đu tài rất là nhiều luôn. Đài luôn này. Cầu 15, 13, 11 này, em đi xuống thế mà anh em vẫn nằm tài, tôi cũng chịu thôi. Theo tiếng gọi con tim thôi anh em ạ. Ai muốn đánh thế nào đánh. Mình cứ kiên quyết theo bản thân mình thôi anh em, đừng 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 theo bất kỳ vấn đề gì hết. Đấy, mình cứ theo bản thân mình cứ theo bản thân mình thôi anh em ơi. Không cần phải theo ai hết. Được chưa? Mày uy tín luôn, xanh dờn luôn anh em ơi, xanh dờn luôn. Xanh dờn luôn anh em ạ. Đấy, được rồi, ngày hôm nay tôi như thế rồi anh em ạ, không chơi nữa đâu. Mẹ mày sốt chết chết mấy lần rồi đấy. Chết chết mấy lần rồi đấy. Hôm nay như thế là cũng lãi được 5 củ đúng không? Hơn 5 củ đúng không? Được rồi. Hôm nay dừng lại tại đây anh em ạ. Ok anh em nhá.